Ngày nay ta có thói quen hỏi mật khẩu Wi-Fi khi đến một quán cà phê, một nhà hàng, một khách sạn hoặc một địa điểm công cộng nào đó. Cách đây tầm 20 năm, cà phê Wi-Fi mà mang cái laptop đi thì rất oách. Vậy Wi-Fi là gì và ai là người đã phát minh ra Wi-Fi? Wi-Fi đã thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào? Nói dễ hiểu, Wi-Fi là công nghệ cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu với nhau và với Internet thông qua sóng vô tuyến thay vì phải nối bằng dây. Khi bạn mở điện thoại, laptop hay TV và thấy biểu tượng sóng quen thuộc, đó chính là Wi-Fi đang hoạt động. Nó biến không khí xung quanh bạn trở thành một đường truyền dữ liệu, nơi thông tin bay qua các bức tường, bay qua trần nhà và qua khoảng không gian mà bạn không hề nhìn thấy. Điều quan trọng là Wi-Fi không phải là Internet. Internet là mạng lưới toàn cầu của máy chủ, cáp quang và dữ liệu, còn Wi-Fi chỉ là đoạn cuối, giúp thiết bị của bạn kết nối với Internet. Nếu Internet là hệ thống đường cao tốc thì Wi-Fi giống như con đường nhỏ đưa bạn từ nhà ra đến đường lớn. Không có Wi-Fi, Internet vẫn tồn tại chẳng sao cả. Nhưng không có Wi-Fi thì Internet sẽ kém tiện lợi hơn rất nhiều. Ai đã phát minh ra Wi-Fi đây? Ngay từ khi con người phát minh ra điện tín và điện thoại, sợi dây là một thứ không thể thiếu được. Nhưng nó cũng gò bó con người rất nhiều. Nó cho phép thông tin đi xa nhưng lại trói chặt con người vào một vị trí cố định. Muốn liên lạc thì phải có dây mà cắm vào. Muốn truyền tin thì phải kéo cáp. Càng nhiều thiết bị, dây càng chằng chịt. Thế giới thay đổi nhưng không tự do. Thử hình dung bây giờ bạn có bao nhiêu thiết bị trong nhà, kết nối mạng sẽ dùng bấy nhiêu sợi dây. Muốn kết nối ở đâu cũng sẽ cần dây. Chả lẽ lại cắm dây lên đến cả đầu giường ngủ, cắm dây vào cả nhà vệ sinh hay cắm dây ra ngoài hành lang. Cuối thế kỷ 19, lần đầu tiên thông tin không phải chạy trong dây nữa. Đó là lúc radio ra đời, chính là cái đài nó ra đời. Nhưng radio thì chỉ truyền một chiều, tức là chỉ nghe và tín hiệu phát ra loa mà thôi. Người nghe không thể phản hồi, không có dữ liệu phức tạp, không có tương tác và ước mơ của con người vẫn còn dang dở. Khi máy tính xuất hiện sau Thế chiến thứ hai, vấn đề dây trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Máy tính nhỏ dần, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vào văn phòng rồi vào nhà. Internet xuất hiện, thế giới kết nối sâu chưa từng có. Nhưng đổi lại con người bị trói bởi dây mạng, dây điện thoại, dây cáp, laptop có thể xách đi nhưng Internet thì không. Muốn làm việc ở phòng khác phải kéo dây, muốn họp nhóm phải kéo thêm dây. Sự bất tiện ấy tích tụ từng ngày và nhu cầu không dây đã trở nên rất cấp bách. Từ bài toán đó thì một ý tưởng đơn giản ra đời. Và người nghĩ ra không phải là một nhà phát minh nào đó mà lại là một minh tinh Hollywood có tên là Handy Lama. Bà tất nhiên không phải là kỹ sư nhưng bà nghĩ theo kiểu rất đời. Nếu tín hiệu cứ đứng in một tần số thì sẽ bị phá bởi các thiết bị của quân địch ở trong Thế chiến thứ hai. Vậy tại sao không cho tín hiệu chạy liên tục? Tín hiệu đang ở tần số này thì nhảy sang tần số khác rồi lại nhảy tiếp. Kẻ địch không biết phá ở đâu. Ý tưởng này được gọi là nhảy tần. Năm 1942 thì Handy Lama đã đăng ký bằng sáng chế cho ý tưởng đó. Nhưng lúc ấy thì công nghệ chưa đủ tốt. Quân đội Mỹ thấy ý tưởng này quá mới và quá rắc rối. Họ không dùng. Bằng sáng chế bị bỏ quên. Gần như không ai nhắc tới nó nữa. Nhưng cái bị bỏ quên đó lại rất quan trọng. Nhiều năm sau, các kỹ sư nhận ra một điều. Nhảy tần không chỉ giúp chống phá sóng, nó còn giúp nhiều thiết bị cùng lúc dùng sóng mà không bị loạn lên. Cứ tưởng tượng như thế này, nếu cả phòng cùng nói to một lúc sẽ chẳng ai nghe. Nhưng nếu mỗi người nói ở một kênh khác nhau, mọi thứ sẽ trật tự, không gian sóng thì cũng y như vậy. Tuy nhiên ngoài đời còn rắc rối hơn, trong nhà có tường, có cửa, có bàn ghế. Sóng Wi-Fi đập vào tường rồi bật lại, sóng lại chồng lên sóng, lúc mạnh lúc yếu, kết nối rất hay chập chờn. Nhiều giải pháp trên giấy tờ hoạt động tốt nhưng đem ra thử ở nhà thì thất bại toàn tập. Bước ngoặt xảy ra ở Úc. Đầu những năm 1990, tại một viện nghiên cứu có tên là CIRO, một nhóm kỹ sư do John O'Sullivan dẫn đầu đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Thay vì cố tránh các sóng bị bật lại từ tường thì họ nghĩ khác đi. Họ tận dụng chính những sóng đó và gom nó lại thành các sóng phản xạ, biến chúng thành tín hiệu có ích. Đây là lần đầu tiên Wi-Fi thực sự dùng được trong đời sống hàng ngày, chứ không chỉ trong phòng thí nghiệm. Đến cuối những năm 1990, Wi-Fi bắt đầu xuất hiện dưới dạng tiêu chuẩn kỹ thuật. Lúc đó nó vẫn bị nghi ngờ, tốc độ thì chưa cao hay mất mạng và nhiều người tin rằng mạng có dây mới là đáng tin cậy, chứ Wi-Fi thì không đáng tin. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Wi-Fi được đưa vào một sản phẩm một cách rất đơn giản, người ta nhìn thấy thật và người ta tin thật. Năm 1999, Apple, vâng chính là Apple, đã gắn Wi-Fi sẵn vào thiết bị của mình có tên là iBook. Không cần mua thêm, không cần cài đặt phức tạp, mở máy ra là có mạng và có sóng. Ngay khoảnh khắc đó, Wi-Fi bước ra khỏi giới kỹ thuật và đi vào đời sống một cách rất thực tiễn. Từ đây Wi-Fi lan rất nhanh, nhà nào cũng có cái phát Wi-Fi, quán cà phê có Wi-Fi, sân bay có Wi-Fi, khách sạn có Wi-Fi, Internet không còn bị bó buộc trong những sợi dây nữa. Wi-Fi đã thay đổi thế giới theo cách rất âm thầm nhưng triệt để.
Internet không còn gắn với bàn làm việc, công việc không còn gắn với một văn phòng cố định. Con người mang kết nối theo mình, học tập, làm việc, giải trí, giao tiếp đều trở nên linh hoạt. Wi-Fi là bước đệm để thế giới bước vào kỷ nguyên di động, kỷ nguyên mà thông tin luôn ở bên bạn, không cần dây và cũng không cần cố định. Sự thay đổi đầu tiên là không gian làm việc. Văn phòng không còn bị trói bởi ổ cắm và dây mạng. Laptop có thể mang đi khắp nơi. Quán cà phê cũng có thể trở thành nơi làm việc. Làm việc từ xa trở nên khả thi. Đại dịch Covid-19 chỉ đẩy nhanh một chút xu hướng đã có sẵn. Đó là thế giới làm việc không cần cùng một địa điểm vật lý. Giả sử có cái thời kỳ đại dịch như vậy mà không có wifi thì có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Và cứ hình dung bây giờ cái điện thoại không có wifi mà phải kết nối dây. Ra đường thì kết nối internet kiểu gì? Sự thay đổi thứ hai đó là đời sống gia đình. Trước đây, Internet được hiểu là một chiếc máy tính đặt ở góc phòng. Sau khi Wi-Fi ra đời thì cả ngôi nhà đã kết nối. Điện thoại ở chỗ nào trong nhà cũng kết nối được. TV, máy tính bảng, camera, robot hút bụi, đèn thông minh, tất cả cùng nói chuyện với nhau qua Wi-Fi. Khái niệm nhà thông minh chỉ có thể tồn tại nhờ Wi-Fi. Sự thay đổi thứ ba là xã hội và văn hóa. Wi-Fi giúp mạng xã hội bùng nổ vì con người luôn luôn trực tuyến. Livestream, video, học online, gọi video là chuyện bình thường. Kiến thức không còn nằm trong thư viện hay là trong những phòng máy nữa, nó đã nằm trong túi quần của mỗi người. Quan trọng hơn cả, Wi-Fi đã thay đổi nhịp sống. Thế giới nhanh hơn, linh hoạt hơn, đa dạng hơn, dễ dàng hơn, nhưng cũng phụ thuộc vào kết nối hơn. Khi Wi-Fi mất, ta mới nhận ra nó là một phần vô hình của đời sống hiện đại nhưng lại cực kỳ quan trọng. Sau đây là một số kỷ lục và một số con số đáng kinh ngạc về Wi-Fi. Wi-Fi là một trong những công nghệ phổ biến nhất lịch sử nhân loại. Hiện nay, hàng chục tỷ thiết bị trên thế giới sử dụng Wi-Fi mỗi ngày. Không có công nghệ kết nối dân sự nào lan nhanh và lan sâu đến như vậy. Về tốc độ, Wi-Fi đã đi một chặng đường rất dài. Chuẩn Wi-Fi đầu tiên chỉ đạt tốc độ vài megabit mỗi giây, chậm hơn cả Internet gia đình ngày nay rất rất nhiều. Nhưng các chuẩn Wi-Fi mới trong phòng thí nghiệm đã đạt tốc độ hàng chục gigabit mỗi giây, nhanh ngang hoặc thậm chí là vượt nhiều kết nối có dây truyền thống. Điều đáng nói là tất cả đều diễn ra ở trong không khí và không khí mà thôi. Về phạm vi, Wi-Fi từng chỉ phủ được một căn phòng. Ngày nay, các hệ thống hiện đại hơn, Wi-Fi có thể phủ kín cả một tòa nhà lớn, khuôn viên trường học, sân bay, sân vận động với hàng chục nghìn người yêu cầu truy cập cùng một lúc. Những sự kiện có mật độ Wi-Fi cao nhất thế giới thường là Olympic, World Cup hay các hội chợ công nghệ, nơi hàng trăm nghìn thiết bị kết nối đồng thời mà vẫn hoạt động rất ngon. Về tác động kinh tế, Wi-Fi đã tạo ra một hệ sinh thái trị giá hàng nghìn tỷ đô. Từ phần cứng, dịch vụ Internet, thương mại điện tử cho đến những kênh sáng tạo như là kênh YouTube mình đang làm, chơi game online, học trực tuyến, tất cả đều dựa vào việc kết nối không dây, rẻ, nhanh và phổ biến. Một con số và kỷ lục thú vị khác đó là Wi-Fi đã trở thành tiêu chuẩn mặc định. Ngày nay một thiết bị không có Wi-Fi gần như bị coi là một thiết bị không hoàn chỉnh. Đây là vị thế mà rất ít công nghệ nào từng đạt được. Wi-Fi không được sinh ra để con người nghiện điện thoại. Nó sinh ra từ một câu hỏi rất đơn giản nhưng rất người. Tại sao thông tin phải bị trói trong những sợi dây? Và tại sao con người lại không tìm cách khác? Không khí có cơ mà. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.